Mặc dù hiện nay nhiều người đã cho rằng điểm số không còn quá quan trọng nữa, thế nhưng các cô cậu học trò nào cũng mong muốn có một điểm số cao trong các bài kiểm tra hay kỳ thi để có thể ngẩng cao đầu tự hào. Chuyện học ngày học đêm vốn không phải là hiếm, học trò thực sự có thể học mọi lúc mọi nơi từ nhà đến trường, từ trường đến sân vận động và thậm chí là cả công sơ của y đôn như nữ sinh dưới đây. Chuyện là ngày mai nữ sinh này có kỳ thi nhưng mà tối nay phải đi tham gia công sơ của thần tượng. Nếu để chỉ chọn một giữa việc điểm cao và chuyện hoàn mình vào màn trình diễn tuyệt vời của thần tượng thì hơi khó, thế nên cô nàng đã nhanh trí mang theo sách vở đến ngay sân vận động thật sớm để tranh thủ học bài, vừa có thể nắm chắc kiến thức vừa được quẩy cùng y đôn thì thật là hợp lý. Nữ sinh học bài ngay trước thềm diễn ra công sơ của thần tượng. Ảnh Twitter. Cụ thể, trên Twitter, một người hâm mộ đã chia sẻ bức ảnh mà mình chụp được tại công sơ của ESO và câu chuyện đằng sau nó, cô bé này cũng còn trẻ lắm. Hình như đang cố làm nốt chỗ bài tập trước khi công sơ bắt đầu. Từ trước đến nay những chuyện lạ xảy ra trong công sơ vốn không phải là hiếm, đã có trường hợp một người đến buổi hòa nhạc nhưng lại ngồi đăng len hay tệ hơn là xem phim trên điện thoại. Chỉ trong thời gian ngắn, câu chuyện này đã được cộng đồng người hâm mộ K-pop chia sẻ nhiệt tình trên các mạng xã hội. Ai cũng khen ngợi cô nàng Phan Diếu Học, đi xem thần tượng biểu diễn nhưng vẫn không quên nhiệm vụ. Vì sân vận động quá tối nên cô nàng này dùng luôn ly tích làm đêm học. Thật là tiện lợi quá đi thôi. Khi xăm soi bức hình một cách kỹ lưỡng hơn, nhiều người phát hiện ra những câu vỏi trong bài tập của Phan Diếu này liên quan đến môn sinh học. Họ khẳng định rằng đây đúng là dạng đề thi vào đại học rồi. Có người còn bày tỏ mình thấy đồng cảm với bạn học này vì mấy ngày nữa mình cũng thi đại học nè.